Có nhiều giả thuyết về việc Antichrist chính xác có thể là ai. Một số ý kiến cho rằng hắn ta sẽ là một nhà lãnh đạo chính trị ở một dạng nào đó, hoặc thậm chí có thể là một nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng. Một số người nói rằng hắn ta có thể đến từ những người nổi tiếng hoặc giới công nghệ. Và do đó, rõ ràng, mục đích của video này không phải là để gắn nhãn một người cụ thể ngày nay có thể là Antichrist. Không, những gì chúng tôi sẽ làm là khám phá một mảnh ghép quan trọng trong Kinh Thánh liên quan đến danh tính của hắn ta. Vì vậy, hãy sẵn sàng vì chúng ta sẽ đào sâu về vấn đề này. Bây giờ, tôi nghĩ những gì bạn sẽ nghe là một cái gì đó mà bạn có thể chưa chắc chắn. Bây giờ, trong bộ phim tài liệu trước, chúng ta đã khám phá những gì Chúa Giê-xu nói về việc mọi thứ sẽ như thế nào trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đã thấy những gì Phao-lô viết về sự trỗi dậy của kẻ vô pháp. Và chúng tôi đã thấy một lý thuyết phổ biến trong Kinh Thánh về lý do tại sao nhiều người sẽ thờ phượng hắn ta. Vâng, hắn ta sẽ có quyền lực. Nhưng sách Khải Huyền cũng ám chỉ khả năng siêu nhiên của hắn. Sẽ không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Một số nhà thần học đề xuất rằng nhiều phép lạ được dàn dựng sẽ xảy ra, khiến cả thế giới đổ dồn về hắn. Chẳng hạn như được chữa lành từ một vết thương chí mạng. Vì vậy, những gợi ý nào trong Kinh Thánh được đưa ra liên quan đến việc hắn ta có thể là ai? Chà, tôi tin rằng một trong những gợi ý tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh là tên của hắn. Chúng ta hãy xem ở đây trong Khải Huyền chương 13. Vì vậy, nó đang nói về Antichrist và những gì sẽ làm và nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy, đó là danh của con thú hoặc con số tiêu biểu cho danh nó. Đây rồi, câu 18, ở đây đòi hỏi sự khôn ngoan. Ai có tri thức hãy tính ra số của con thú, vì đó là số của một người. Được rồi. Số của nó là 666. Vì vậy, một vài điều ở đây, số 1, bạn thấy rằng dấu ấn của con quái vật là một cái gì đó có thể được tính toán. Đó là số của một người đàn ông, được không? Vì vậy, đây là một con người. Đây là một con số nên cho chúng ta, nó sẽ theo dõi một con người, được chứ? Antichrist là ai và bằng cách nào đó con số đó sẽ đổ bộ vào một người đàn ông như thế nào? Bởi vì nó sẽ là tên của hắn ta. Con số này có thể được tính toán. Đó là tên của một con người. Ý tôi là, chỉ cần thông diễn học cơ bản ở đó. Bây giờ, có nhiều cách giải thích về những gì điều này đề cập đến, được chứ? Và khi bạn xem qua các bài bình luận và các quan điểm học thuật khác nhau, có một số điều mà nhiều người lưu ý. Thứ nhất, sứ đồ Giăng đang viết bài này có khả năng đang cố gắng truyền đạt tên của kẻ chống Chúa, không chỉ cho chúng ta, những người đang đọc nó ngày nay. Mà ông cũng mong độc giả của mình vào thời điểm đó biết tên này và quen thuộc với nó. Và vì vậy, có một cái tên mà những người đã đọc bức thư này vào thời điểm tác giả của nó có thể nhận ra không? Vâng, chúng ta hãy đi sâu vào nó. Gematria. Không giống như các ngôn ngữ khác, mỗi chữ cái trong bảng chữ cái Aramaic và Hebrew đều có một số được gán cho nó. Và đối với độc giả của Giăng, việc có một con số kèm theo một lá thư là rất phổ biến.
đặc biệt là trong số những người gốc Do Thái. Và vì vậy, một lần nữa tôi nhấn mạnh điểm rằng bất kỳ cái tên nào bằng 666 ở đây, điều quan trọng là nó phải là một cái tên mà độc giả của răng quen thuộc. Và đó chỉ là bạn biết thông diễn Kinh Thánh cơ bản 101. Bạn luôn phải xem xét đối tượng ban đầu. Ví dụ, giả sử rằng có một cái tên mà chúng ta có thể tính toán bằng 666, tôi không biết đó là Michael Jackson, hãy cứ nói rằng tên của hắn ta, nếu bạn tính số gematria ở đó, nó bằng 666. Đối với khán giả ban đầu, cái tên đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì đối với họ. Họ sẽ không biết Michael Jackson là ai. Ngay cả răng cũng không biết Michael Jackson là ai. Và đó là lý do tại sao nhiều học giả đưa ra quan điểm rằng tên của con quái vật ở đây có thể là một cái tên mà cả độc giả ban đầu đều biết và nó sẽ phải là một người nào đó phổ biến đến mức ngày nay người ta thậm chí sẽ quen thuộc với cái tên này. Được rồi, bây giờ là một điểm khác. Có rất nhiều chức danh và tên mà bạn có thể nghĩ ra bằng tiếng Do Thái có thể bằng 666 được chứ? That could equal 666. Okay. Tuy nhiên, bạn có biết rằng một số bản viết tay đầu tiên của sách Khải Huyền thực sự có đoạn văn này được dịch là 6160? Ồ vâng, và rất nhiều học giả sẽ tranh luận rằng con số ban đầu trong câu này có thể là 666 như hầu hết các kinh thánh của chúng ta ngày nay đã ghi lại, hoặc 616. Và khi bạn nhìn vào chú thích cuối trang và trong phần bình luận của mình, 616. And as you look in your footnotes and in your commentary, bạn sẽ thấy rằng nhiều bản thảo ban đầu thực sự viết nó thành 616. Vì vậy, đây là một câu hỏi lớn. Có cái tên nào mà độc giả của răng trong khoảng thời gian từ 60 đến năm 90 sau công nguyên mà chúng ta ngày nay cũng biết rằng nó tương đương với cả 666 và 6160? Tin hay không? Vâng, có một cái tên. Có một cái tên mà khi bạn tính toán, nó có thể bằng 666 và 616 và những người đọc nó sau này đã rất quen thuộc. Và ngày nay, người này khét tiếng mà chúng ta đã quen thuộc đó là tên gì? Đó là Nero Caesar, hoàng đế La Mã kẻ đã bức hại các cơ đốc nhân tồi tệ nhất từng sống. Bây giờ, nhiều người trong số các bạn đã biết đây là ai, và đây là lý do tại sao một số người sẽ nói, nếu răng đề cập đến Nero ở đây, điều đó có nghĩa là sẽ không có Antichrist trong tương lai, vì Nero đã chết, phải không? Và đây là lý do tại sao thực sự có nhiều tín đồ thậm chí không tin rằng một Antichrist sẽ đến, bởi vì họ chỉ bị nghe dựa trên thực tế là răng đã viết rõ ràng về Nero, nhưng họ biết Nero đã chết. Vì vậy, họ nói, chà, có lẽ Antichrist chỉ là thứ dành cho những tín đồ đầu tiên, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn trong đời, vì điều này rõ ràng là ám chỉ Nero, nhưng hắn đã chết. Có một bộ phận rất lớn những người tin tưởng thực sự đã ở đó, và họ thậm chí không nghĩ sẽ có một kẻ vô pháp. Nếu bạn đã xem bộ phim tài liệu trước đây của chúng tôi về Antichrist, bạn biết rằng chúng tôi tin rằng sẽ có Antichrist hoặc kẻ vô pháp trong tương lai. Và chúng tôi đã tham khảo nhiều kinh thánh cho đến thời điểm đó. Và vì vậy, nếu sắp có một Antichrist trong tương lai, tại sao răng ở đây lại đề cập đến Nero? Chà, đã đến lúc phải đi một cuộc hành trình nhỏ. Vì vậy, một lần nữa ở Thư viện Chủng viện, và một điều mà chúng tôi học được là khi giải thích bất cứ điều gì theo Kinh Thánh, bạn muốn xem xét những gì các tín đồ và nhà thần học đầu tiên nghĩ về nó. Và nó gần tương tự như trò chơi thì thầm qua điện thoại. Bạn biết khi nào ai đó bắt đầu với một thông điệp rõ ràng, nhưng sau khi mỗi người chuyển tiếp thông điệp đó ở phần cuối, bạn kết thúc với một điều gì đó khác xa so với những gì được truyền đạt lúc đầu.
Và đó là những gì đã xảy ra rất nhiều trong nhiều năm khi nói đến việc giải thích Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xem các tổ phụ của Hội Thánh đầu tiên, những tín đồ đầu tiên nghĩ gì về Antichrist và hắn có thể là ai. Những tín đồ đầu tiên còn sống dưới sự hướng dẫn của các sứ đồ đã làm gì? Họ nghĩ gì về danh tính của hắn ta? Có bài viết nào có thể làm sáng tỏ điều đó không? Vâng, có, và họ có một số quan điểm thú vị. Vì vậy, chúng ta hãy chỉ cần nhìn vào nó. Hãy nhớ, khi Phao-lô nói về người đàn ông vô luật pháp, và ông ấy nói rằng sức mạnh bí mật của kẻ vô luật pháp đã hoạt động. Nhưng hắn ta sẽ sống lại khi thời kỳ của hắn ta đã đến. Về cơ bản, hắn ta đang nói rằng linh đó, sức mạnh của Antichrist đã hoạt động, nhưng hắn sẽ xuất hiện vào thời điểm của mình, vào đúng thời điểm. Hãy chú ý những gì một trong những nhà thần học của Hội Thánh đầu tiên, Augustine ở Hippo đã nhận xét về điều đó. Vì vậy, khi nói, vì bí ẩn của sự bất bình đẳng đã được thực hiện, anh ấy ám chỉ Nero. Những việc làm của họ dường như đã trở thành những việc làm của Antichrist. Do đó, một số người cho rằng Nero sẽ sống lại và trở thành Antichrist, những người khác lại cho rằng hắn ta thậm chí chưa chết nhưng hắn đã bị che giấu và rằng hắn có thể đã bị giết và hiện hắn sống trong sự che giấu của điều đó. Chúng ta sẽ quay trở lại điều đó mà hắn đã đạt được khi được cho là đã chết và sẽ sống cho đến khi được tiết lộ trong thời đại của chính mình và khôi phục nó trở lại vương quốc của hắn. Rất thú vị, phải không? Về cơ bản, Augustine của Hippo, ông đã viết rằng vào khoảng thời gian của những thế kỷ đầu tiên của giáo hội sơ khai, có ý kiến cho rằng Phao-lô, người đã viết bức thư đó khi Nero đang nắm quyền, đang bí mật nói rằng quyền lực bí mật của Antichrist đang hoạt động. Như một đề cập đến việc Nero hiện đang nắm quyền như thế nào và hắn có liên hệ với người đàn ông vô pháp. Và dường như nhiều người đã đưa ra giả thuyết vào thời điểm đó rằng có lẽ bằng cách nào đó Nero sẽ trở lại với tư cách là Antichrist. Đó là một khái niệm thú vị. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục nghiên cứu. Bây giờ, nhiều người trong số các bạn có thể cũng đã nghe nói về những phép lạ Sibolai này, và tôi phải nói rằng đây không phải là Kinh Thánh và cũng không phải là Kinh Điển. Trên thực tế, theo quan điểm của tôi, nó thậm chí không được coi là bất kỳ loại văn bản truyền cảm hứng nào. Tuy nhiên, một số nhà sử học và thần học đề cập đến chúng và bạn sẽ tìm thấy chúng trong các bài bình luận để hiểu những gì một số cộng đồng cơ đốc giáo tin vào những ngày đầu tiên của Hội Thánh. Và vì vậy, bạn biết đấy. Chúng tôi không biết mọi thứ về cộng đồng cơ đốc đã viết những bức thư này trong những ngày đầu tiên của Hội Thánh. Chúng tôi không biết mọi thứ về cộng đồng cơ đốc đã viết điều này. Rõ ràng một trong số họ thậm chí còn tuyên bố là một nhà tiên tri nào đó. Thật thú vị khi thấy những gì nhiều người tin tưởng. Khi bạn xem các bài bình luận để nghiên cứu những thứ này, bạn biết Sibolai Oracle thường là một trong những tài liệu của họ. Mọi người sử dụng để chỉ những suy nghĩ sơ khai vào thời điểm đó. Theo tài liệu này viết rằng, một ngày nào đó Nero sẽ trở về từ một nơi xa xôi, phải không? Và sẽ tạo ra sự hủy diệt cho đến khi Chúa Trời trở lại. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng cuộc thảo luận này về Nero đã được lưu hành vào thời điểm đó, và nó đã khai sinh ra cái được gọi là huyền thoại Nero Redivivu. Đó là niềm tin phổ biến trong phần cuối của thế kỷ 1 rằng Hoàng đế La Mã Nero sẽ trở lại, sau khi ông qua đời vào năm 68 sau Công Nguyên. Truyền thuyết là một niềm tin phổ biến vào cuối thế kỷ thứ 5, và bạn có thể nghiên cứu về điều đó. Chúng ta hãy nhìn vào một bài viết khác trước đó. Một lần nữa, bất cứ khi nào bạn nghiên cứu các bình luận và tác phẩm thần học liên quan đến Antichrist, một số người cũng sẽ tham khảo tài liệu cổ này, Sự Thăng Thiên của Esai. Và điều đáng chú ý là hầu hết các học giả không tin rằng ai đã viết Sự Thăng Thiên của Esai có bất kỳ mối liên hệ nào với thực tế Esai, được chứ? Họ cũng không tin nó được viết bởi một sứ đồ. Đây chỉ là một tài liệu mà mọi người tham khảo vì họ biết rằng nó vẫn cho thấy những gì một số người đã tin tưởng vào khoảng thời gian đó. Và rõ ràng trong văn bản nó nói điều này. Nó nói rằng Satan sẽ giáng xuống khỏi sự kiên cố giống như một người đàn ông kẻ đã giết mẹ của hắn.
Và các học giả lưu ý rằng đây là một tham chiếu đến Nero. Bạn biết đấy, Nero được biết đến vì đã làm điều đó, và sau đó nó nói rằng Nero cai trị quay trở lại để sử dụng sức mạnh để lãnh đạo thế giới tôn thờ anh ta. Vì vậy, những gì chúng ta thấy ở đây là vào khoảng thời gian trở lại của hội thánh đầu tiên, có một số cơ đốc nhân, các cộng đồng cơ đốc tin rằng bằng cách nào đó Nero sẽ trở lại ở cùng thời đại mà hắn đã chết. Và sau đó bằng cách nào đó sẽ hoạt động như một Antichrist. Bây giờ, những gì chúng ta cần làm là tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về những điều này, được không? Bạn biết đấy, nếu chỉ nhìn vào những tài liệu khác từ những người trong khoảng thời gian đó thì không đủ. Kinh Thánh nói gì? Có manh mối nào liên quan đến điều này không? Chà, một điều mà Kinh Thánh thường làm là điềm báo trước. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thông qua một ví dụ lịch sử và chúng tôi có nhiều video thể hiện điều này. Vì vậy, một điều chúng ta có thể làm là ghi lại những gì Kinh Thánh nói kẻ chống Chúa sẽ làm và so sánh điều đó với những gì Nero đã làm khi hắn còn sống. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Nó nói rằng Antichrist sẽ chiến tranh chống lại các thánh và chế ngự họ, và nhiều người sẽ bị bắt bớ. Chà, các nhà sử học viết rằng những người theo đạo cơ đốc chưa bao giờ bị bắt bớ với số lượng lớn và tàn bạo hơn bất cứ ai khác với Nero. Hắn ta là người tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất. Hắn ta sẽ tổ chức các trò chơi La Mã, nơi các tín đồ cơ đốc nhân sẽ bị vây lại, được đặt ở trung tâm của các đấu trường và đám đông sẽ được giải trí và cổ vũ khi những con sư tử được tung ra để xé xác tay chân của các tín đồ khỏi thân thể. Nero cực kỳ ghét những người tin rằng đây là trò giải trí của họ. Và hắn ta tìm thấy niềm vui không chỉ là giết những người theo đạo cơ đốc, Nero muốn tra tấn họ. Hắn ta không chỉ thiêu sống các tín đồ, hắn ta còn sử dụng cơ thể của họ làm đèn để thắp sáng các đường phố trong thành phố. Hắn ta đã cho họ khâu lại, xé một nửa ra khỏi gia đình họ. Sự tàn bạo của hắn ta không ai sánh kịp. Một song khác, chà, chúng ta thấy trong Kinh Thánh rằng, một trong những điều sẽ xảy ra trước khi kẻ chống Chúa xuất hiện và chiến đấu chống lại dân sự của Đức Chúa Trời là sẽ có một quyền lực lớn trên dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng tôi khám phá điều đó trong hai nhân chứng, phim tài liệu. Và sách Khải Huyền đề cập đến cách hai nhân chứng sẽ sống lại và được ban cho quyền năng cho phép họ không chỉ giao giảng phúc âm bằng lời nói, không, họ sẽ công bố phúc âm bằng quyền năng siêu nhiên, các dấu hiệu và điều kỳ diệu. Và những người không nghe sẽ thấy bệnh dịch, nước sẽ biến thành máu, lửa sẽ đổ và thậm chí nuốt chửng. Kẻ thù của họ mà nó nói. Sau khi Antichrist trỗi dậy, điều gì sẽ xảy ra? Chà, hắn sẽ chiến đấu chống lại hai nhân chứng. Kinh Thánh nói rằng thế giới sẽ ăn mừng điều đó bởi vì hai nhân chứng đã cho thấy rằng Chúa Giêsu này là rất thật. Họ sẽ không muốn chấp nhận nó. Họ sẽ chống lại nó. Vì vậy, Antichrist xuất hiện, họ sẽ muốn hắn đánh bại các nhân chứng của Đức Chúa Trời vì họ khó chịu khi những nhân chứng này nên có thể làm tất cả. Thật trớ trêu, điều gì đã thúc đẩy Nero bắt đầu giết những người theo đạo cơ đốc? Các tài liệu lịch sử nói rằng ông đã đổ lỗi cho những người theo đạo cơ đốc vì đã mang lửa đến La Mã. Đó là một trong những lý do tại sao họ, những công dân La Mã, họ muốn hắn ta tra tấn những người theo đạo cơ đốc và muốn nhìn thấy những người theo đạo cơ đốc bị sư tử đưa vào các đấu trường và ăn thịt. Họ không quan tâm đến những gì họ tin. Họ quan tâm đến việc những người theo đạo cơ đốc mang đến sự phán xét bằng lửa cho La Mã. Và Nero là vị cứu tinh của họ giống như cách Antichrist sẽ là vị cứu tinh của thế giới. Đó là một trong những lý do tại sao Nero làm điều này. Bây giờ chúng ta không biết chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào, làm thế nào mà Roma bốc cháy. Một số người nói rằng đó là một tai nạn. Những người khác đã đề cập rằng có lẽ, hội thánh đầu tiên đã hoạt động trong việc sức dầu với quyền năng, đến nỗi lửa đến Roma như một phần của sự phán xét của Đức Chúa Trời chống lại nó.
Chúng ta không biết. Nhưng những gì được ghi lại trong lịch sử là những người theo đạo Cơ Đốc đã bị đổ lỗi vì đã mang lửa đến La Mã, và đó là lý do tại sao Nero được tôn vinh khi ông bắt bớ họ. Thật là một sự song song. Kẻ chống Chúa sẽ được tôn vinh vì đã chống lại các nhân chứng của Đức Chúa Trời, dân của Ngài, vì họ sẽ thực hiện như thế nào. Ở đây, chúng ta thấy Nero được ca tụng vì đã chống lại dân sự của Chúa vì đã mang lửa đến La Mã. Bạn thấy sao những điều này không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Và không phải vậy, một điểm song song khác, sách Daniel và sách Khải Huyền nói rằng kẻ chống Chúa sẽ chiến tranh chống lại dân sự của Đức Chúa Trời. Vậy trong bao lâu? 3 năm rưỡi. Bây giờ hãy đoán xem Nero đã bắt bớ các tín đồ trong bao lâu? 3 năm rưỡi. Nero đã bắt và tra tấn các tín đồ từ năm 64 sau Công nguyên cho đến năm 68 sau Công nguyên, 3 năm rưỡi, 42 tháng, giống như Kinh Thánh nói rằng kẻ chống Chúa sẽ làm. Sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc tiên tri song song. Tuy nhiên, tại sao một số người lại cho rằng Nero có thể trở lại bằng một cách nào đó? Cái đó từ đâu tới? Chà, một trong những điều chính mà mọi người chỉ ra, ngoài sự thật là cách tính tên con thú là Nero Caesar, mọi người cũng chỉ ra những gì được viết trong Khải Huyền 17. Vì vậy, ở đây John đang nhận được một khải tượng siêu nhiên về vị vua Antichrist sẽ đến thế gian. Và thiên sứ nói với ông ấy rằng, vị vua độc ác này, Antichrist, là vị vua thứ 8 thuộc về 7 vị vua của vương quốc thời bấy giờ. Bây giờ, hầu hết các học giả ở đây đề cập đến việc trong khải tượng này, thiên sứ nói với John rằng con thú sẽ đến từ một vương quốc cũng nằm trên 7 ngọn đồi. Chà, vào khoảng thời gian đó, vương quốc hoặc quốc gia được biết đến là một vương quốc nằm trên 7 ngọn đồi là Roma. Và như bạn có thể thấy ở đây trong phần bình luận này, Roma luôn được nhắc đến như vương quốc của 7 ngọn đồi. Và rất nhiều học giả tranh luận rằng Antichrist bằng cách nào đó sẽ có liên hệ với Roma vì nó đề cập rằng ông ta thuộc về 7 vị vua được biết đến từ vương quốc 7 ngọn đồi này. Và 7 vị vua này được biết là đã cai trị trong khu vực vào khoảng thời gian của bức thư này. Và vì vậy, khi nói rằng vị vua thứ 8, kẻ chống Chúa sẽ đến từ 7 vị vua này, mọi người nhận thấy mối liên hệ này ở đó. Và vì vậy hãy nhìn vào những gì nó nói. Khải Huyền 17:11. Con thú vốn đã có, mà bây giờ không còn là vua thứ 8, nó vốn là một trong 7 vua. Và nó đi vào sự hủy diệt. Vì vậy, làm thế nào có thể có được? Làm thế nào một vị vua thứ 8 có thể đến từ những vị vua đã trị vì trước ông ta? Vâng, hãy xem nó nói gì trong câu này trước đây. Khải Huyền 17:8. Vì vậy, ở đây sẽ nói về Antichrist, vị vua thứ 8 của triều đại này, và hãy xem nó nói rằng hắn ta sẽ quay lại hiện trường như thế nào. Rất thú vị, con thú mà ngươi thấy đã có, bây giờ không còn, nó sắp từ vực thẳm đi lên, để đi vào sự hủy diệt. Những người sống trên đất nhưng không có tên ghi trong sách sự sống từ khi đặt nền vũ trụ, sẽ lấy làm kinh ngạc khi thấy con thú đã có, bây giờ không còn, và sẽ. Tái xuất hiện. Vì vậy, chúng ta thấy một lần nữa ông ấy đang đề cập đến Antichrist bởi vì khi Antichrist đến, thế giới sẽ tôn thờ hắn ta, kinh ngạc bởi hắn ta, và điều quan trọng là điều này, thiên thần giải thích khải tượng cho John nói rằng con thú Antichrist đã từng là, nghĩa là tại một điểm hắn ta còn sống. Bây giờ không có nghĩa là tại thời điểm khải tượng này, hắn ta đã chết.
Nhưng sẽ đi ra khỏi vực thẳm vào một thời điểm nào đó trong tương lai và sau đó sẽ ngạc nhiên khi thế giới nhìn thấy hắn ta. Bởi vì một lần nữa, hắn ta đã từng là, bây giờ không phải và sẽ trở lại. Điều này thật sâu sắc vì vào thời điểm bức thư này, hầu hết các học giả đều cho rằng nó được viết vào khoảng năm 90 sau công nguyên, có nghĩa là vào thời điểm bức thư này, hãy đoán xem. Nero đã chết. Đó là vào khoảng năm 68 sau công nguyên khi hắn ta đang đàn áp các tín đồ, phải không? Nhưng vào thời điểm bức thư, hắn ta đã chết. Và đoán xem những gì khác, hắn cũng thuộc vào thời điểm đó khi hắn còn sống với 7 vị vua của Roma. Và Kinh Thánh cho biết các con thú sẽ thuộc về 7 vị vua. Điều thú vị ở đây là một lần nữa nó nói rằng con thú bây giờ không còn, nó sắp từ vực thẳm đi lên. Hãy để tôi hỏi bạn điều này, vực thẳm là gì? Vâng, chúng ta hãy điều tra điều đó. Khi chúng ta đi đến thanh công cụ, chúng ta thấy ở đây từ abyss là từ abysso, và nó cũng là từ được sử dụng cho cái hố không đáy. Địa ngục. Nơi dành cho những linh hồn xấu xa, đặc biệt là nơi ở của ma quỷ. Vì vậy, nhiều người tranh luận rằng nếu thiên sứ ở đây nói rằng Antichrist sẽ là một người đàn ông đã từng sống, nhưng trong thời gian của bức thư này thì không, nhưng sẽ vươn lên khỏi vực thẳm, thì rõ ràng đây có vẻ là một câu nói rằng Antichrist sẽ xuất hiện từ hố địa ngục và cách duy nhất để một người ở trong địa ngục là nếu hắn ta còn sống tại một thời điểm nào đó. Đây là sâu. Vì vậy, bạn thấy tại sao nhiều người tranh luận và cố gắng xoay quanh khái niệm này về khả năng Nero, tên của người bằng 6, 6, 6 và 6, 1, 6, người đã bức hại tín đồ trong 3 năm rưỡi, người là một trong 7 vị vua của La Mã, người đã chết và chắc chắn đã đi đến vùng tối nhất của địa ngục. Có khả năng là bằng cách nào đó linh hồn của kẻ độc ác đó sẽ xuất hiện và chiếm hữu Antichrist trong tương lai. Bây giờ, đây là một điều lớn vì điều này có thể mở ra một lỗ hổng của các cuộc trò chuyện và nghiên cứu sâu hơn, tất nhiên bởi vì có một số điều mà chúng ta phải xem xét ở đây. Bạn thấy đấy, nếu chúng ta đang ở trên một cái gì đó, điều này có thể chỉ ra rằng chỉ có linh của Nero có thể chiếm hữu, một người còn sống ngày nay là Antichrist, hoặc có lẽ bằng cách nào đó linh hồn và cơ thể của Nero sẽ quay trở lại thế giới của chúng ta. Will come back into our world. Hiện nay, qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có khả năng khiến ai đó sống lại từ cõi chết được chứ. Vì vậy, cách mà nhiều người đang nói rằng Antichrist có thể sống lại từ vực thẳm ngoài sự sống lại là gì? Antichrist could physically arise out of the abyss, apart from resurrection. Vâng, một lý thuyết thú vị là thông qua các tiến bộ công nghệ, chẳng hạn như CERN. Nhiều người đang báo cáo về một bước đột phá khoa học gần đây có thể mở ra những cánh cổng vào không gian tối. Vì vậy, ồn ào về điều gì, CERN? Hãy kiểm tra điều này. Những gì họ đang cố gắng làm ở đó là cách tiếp cận bắt chước những năng lượng xảy ra vào đầu vụ nổ lớn và tất cả năng lượng được giải phóng, một số ở lại năng lượng, phần lớn biến thành vật chất. Và vì vậy, nếu bạn muốn hiểu bản chất của vấn đề đó, bạn cần phải tách nó ra và có một cái nhìn tốt về nó. Nếu chúng ta muốn hiểu vị trí của mình trong vũ trụ, chúng ta cần phải đi sâu nhất có thể, càng sâu càng tốt, và để làm được điều đó, bạn cần những năng lượng này, và đó là những gì họ đang làm.
Nó là gì? Về cơ bản là một chiếc nhẫn khổng lồ và nó đi theo chu vi vài dặm. Khi nó quay xung quanh, những gì nó đang làm là bắn các hạt với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng theo các hướng ngược nhau để chúng va chạm và chúng vỡ ra và sau đó chúng có thể nghiên cứu hoàn cảnh. Chẳng hạn như, bạn biết đấy, sự khởi đầu của sự sống, sự khởi đầu của vũ trụ. Họ đang tìm kiếm thông tin, như hình ảnh của đường hầm này. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy vòng tròn này đi xung quanh dưới lòng đất, đây chỉ là một cảnh quay và đây là những gì nó trông giống như dưới lòng đất đối với những người bạn đang quan tâm. Nhưng bên ngoài là một thực thể rất đặc biệt. Đó là Shiva. Shiva là thực thể mà họ có bên ngoài cơ sở của họ. Và bạn chỉ tự hỏi, tại sao họ lại có cái này? Điều này liên quan đến nữ thần hủy diệt, vị thần của tất cả những kịch bản này. Và có rất nhiều kịch bản ma quỷ huyền bí gắn liền với Shiva. Và đây là một điều thú vị khi có ngay bên ngoài cơ sở của bạn và làm cho loại hình này một trong những dấu ấn của bạn, được chứ? Điều này giống như thương hiệu Shiva của họ, ngay bên ngoài CERN. Bây giờ, đó là một điều rất thú vị ở đó, và bạn có thể có mối quan hệ với kẻ hủy diệt thế giới, kẻ hủy diệt mọi thứ. Tại sao bạn lại gắn nó với cái này? Đây là thần hủy diệt của đạo Hindu. Có một phần quan trọng của CERN được xây dựng dựa trên Sanjanipuili và một ngôi đền được dành riêng ở đó trong thời cổ đại cho Apollyon, kẻ hủy diệt, Shiva Horus nếu bạn muốn. Apollyon cũng là thiên thần của hố không đáy, được nhắc đến trong Khải Huyền chương 9 câu 11. Referred to in Revelation 9:11. Và sau đó, là sự kết nối giữa CERN và đường hầm căn cứ Goddard GPT, là hệ thống đường hầm sâu nhất và dài nhất thế giới. Mối liên hệ với máy va chạm Hadron lớn phải được thực hiện chủ yếu vì lễ khai mạc kỳ lạ được truyền trực tiếp cho toàn thế giới vào ngày 1 tháng 6 năm 2016. Điều đó bao gồm vũ điệu ma quỷ vô cùng huyền bí này với mô tả đặc điểm. Bắt đầu bằng lời kêu gọi đoàn kết các tôn giáo trên thế giới bằng cách tiến hành một lễ ban phước liên tôn cho đường hầm bên cạnh bức tượng của Thánh Barbara, vị thánh bảo trợ của những người thợ mỏ. Vậy là có một đám người như linh mục đang tụ tập lại. Được rồi, họ đây rồi. Đây là những người huyền bí mặc áo choàng ở CERN. Và mọi người nói, đây là tất cả về cái gì? Vì vậy, có ai đó đang nằm trên mặt đất, có một loạt người theo thuyết huyền bí, hãy nhớ đó là Shiva ngay trước CERN, với LSC, CERN đang mong đợi tìm ra các chiều không gian khác và mở các cổng thông tin cho các chiều không gian này. Nếu bạn có hình ảnh của Stargate trong đầu ngay bây giờ, thì bạn đã đúng. Đó là những gì anh ấy đã nói. Sergio Bertolucci, giám đốc chính thức về nghiên cứu và máy tính khoa học tại CERN, ông đã được hỏi một lúc về ô cửa không gian bổ sung này và ông đã không ngần ngại với một câu trả lời khai sáng. Anh ta nói, vâng, ra khỏi cánh cửa này có thể đến một cái gì đó hoặc chúng tôi có thể gửi một cái gì đó qua đó. Bây giờ, lời tiên tri trong nhiều phần của Kinh Thánh đề cập đến một ngày sắp tới khi các cánh cổng sẽ được mở ra và các thực thể tâm linh sẽ đi qua và đến trái đất. Ý tưởng về việc CERN chơi với các cánh cổng là một mối quan tâm lớn. Và tất cả những biểu tượng thần bí mà họ cố ý liên kết với mình là gì? Sẽ không thích hợp hơn khi họ chỉ tự hào trưng bày một bức tượng đánh bóng của một hạt hoặc một số nghệ sĩ mô tả vụ nổ Big Bang thay vì bức tượng của Shiva. Họ đã đóng cửa trong gần 3 năm hoặc hơn, đặc biệt là sắp xảy ra đại dịch, tất cả những gì đã xảy ra. Bây giờ họ đã sao lưu và họ đã khởi động nó vào ngày hôm qua. Nhưng họ sẽ tiếp tục những lần chạy thử nghiệm cho đến năm 2024 và hơn thế nữa, sau đó họ sẽ tắt nó một lần nữa. Có một số kịch bản mà họ đang chuẩn bị cho. Thứ nhất, đây không phải là cơ sở duy nhất như thế này, CERN là loại người khởi tạo, nó là như thế nào, nhưng họ sẽ xây dựng nó lớn hơn. Họ sẽ xây dựng CERN lớn hơn trong vài năm tới và họ sẽ khởi động lại nó một lần nữa với một chiếc vòng thậm chí còn mạnh hơn và lớn hơn dưới mặt đất nơi họ bắn các hạt vật lý này vào nhau với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Họ sẽ làm cho nó lớn hơn, nó sẽ tiến về phía trước và bạn sẽ thấy điều đó xảy ra.
Bây giờ, ngoài Trung Quốc này, bạn biết đấy, những người bạn của chúng tôi ở Trung Quốc cũng có được điều này, họ đang chế tạo máy va chạm Hadron của riêng họ mạnh hơn gấp 5 lần so với CERN hiện tại. Chúng tôi đang xem xét ngay bây giờ. Trung Quốc, họ đang chế tạo một cái và đang nghiên cứu một cái mạnh hơn gấp 5 lần. Bây giờ tôi sẽ hiểu tại sao điều này lại quan trọng. Nơi mà điều này có thể bắt đầu là cuộc trò chuyện về sự cởi mở. Nghe này, điều này thật điên rồ, nhưng nó thực sự không phải do chúng tôi nói, bởi một số nhà khoa học này. Điều họ đang xem xét, điều họ quan tâm là mở ra các kích thước hoặc cổng thông tin khác nhau. Xảy ra là khi họ nghiền nát những hạt này và không như thế nào, họ đang tạo cơ hội để bước vào những cảnh giới khác này. Bây giờ, đây là vấn đề với điều này hoặc giao tiếp với các thế giới khác. Khi họ đang làm điều này, điều đang xảy ra là họ đang nói chuyện với mọi thứ thông qua dữ liệu và câu trả lời của dữ liệu. Họ đã ghi lại điều này rằng họ đang gửi thông tin đến các không gian khác hoặc các lĩnh vực khác và nó trả lời họ thông qua dữ liệu. Một trong những nhà khoa học và một vài người trong số họ đã lập hồ sơ và nói rằng, có thể chúng ta sẽ gửi một thứ gì đó đến một thế giới khác thông qua những cổng này. Thông qua toán học và va chạm những thứ này, hoặc một cái gì đó có thể đến bên cạnh chúng ta và chúng ta không hoàn toàn biết đó là gì. Đây là phần đáng sợ. Nó nói về đại khái như Khải Huyền, chương 9 ở những nơi khác nhau mà cái hố không đáy cuối cùng sẽ được mở ra và cái hố không đáy Abuso, được rồi bóng tối. Nó nói Apollyon, kẻ hủy diệt sẽ xuất hiện và Shiva, nhân tiện, đó là một trong những đặc điểm nhận dạng của Shiva là kẻ hủy diệt sẽ đi lên từ hố. Những điều này sẽ bắt đầu xảy ra và sau đó bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy về cơ bản là địa ngục trần gian, Với những mô tả này, có khả năng CERN sẽ liên quan đến việc mở hố không đáy, được mô tả trong Khải Huyền số 9. Và thật thú vị khi cả thế giới đang chuẩn bị để quần chúng dễ dàng chấp nhận các khả năng của nhiều chiều, phải không? Và liên hệ với các thực thể từ các vũ trụ song song. Ý tôi là, hãy nghĩ về nó. Entities from parallel universes. I mean, think of it. Các bộ phim có doanh thu cao nhất hiện nay đều có đa vũ trụ. Và cổng thông tin khiến ý tưởng về những thứ này có vẻ bình thường. Thậm chí nhiều đồ chơi và trò chơi ngày nay đang chuẩn bị tâm trí cho trẻ em của chúng ta để suy nghĩ về các chiều không gian và các sinh vật đi qua chúng. Những điều kỳ lạ. Chương trình phổ biến nhất trên Netflix nói về cái gì? Những sinh vật từ không gian địa ngục tăm tối vượt qua thế giới của chúng ta thông qua cái gì? Cổng thông tin được mở ra bởi nghiên cứu khoa học. Như thể, do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, thế giới giải trí trong vài năm qua đã chuẩn bị cho công chúng dễ dàng chấp nhận những gì khoa học hiện nay đang làm. Thật thú vị, khi chúng ta thấy mối liên hệ này giữa CERN và vực thẳm mà Antichrist được cho là phát sinh từ đó. Sách Khải Huyền 9:11 nói rằng, thiên thần nắm giữ chìa khóa của vực thẳm là Apollyon, thiên thần hủy diệt. Và chúng ta thấy rằng CERN có liên quan đến kẻ hủy diệt này, nữ thần. Sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn có thể thấy lý do tại sao nhiều người tranh luận rằng đây có thể là cách các thực thể vật chất sa tăng từ cõi vực thẳm sẽ đến cõi của chúng ta. Bao gồm cả con thú mà Kinh Thánh nói sẽ sống lại từ vực thẳm. Và một lần nữa, tôi đưa ra quan điểm.
Nếu Antichrist là một người đàn ông và nếu hắn sẽ ra khỏi vực thẳm, điều đó có nghĩa là hắn đã từng sống, đã chết, đã đi đến vùng sâu nhất của địa ngục. Đó là lý do tại sao thiên thần nói với Giăng rằng vị vua Antichrist độc ác này đã từng còn sống, bây giờ nó không phải, nhưng sẽ vượt lên trên Abyss. Và vì vậy tôi không nghĩ mình có thể hiểu rõ hơn điều đó. Kẻ chống Chúa sẽ đến từ địa ngục, và do đó, bài này nói về các công ty như CERN và những gì Trung Quốc hiện đang làm. Nó vượt ra ngoài, việc tạo ra các lỗ đen, và các hạt phát nổ cùng nhau. Không, đó là về khả năng tiếp xúc không chỉ với vật chất tối, mà còn cả những sinh vật tối từ các chiều không gian khác, và đưa họ vào chiều không gian này. From other dimensions and bringing them into this dimension. Có thể là kẻ thù đang sử dụng con người để mở một cánh cổng, cho phép một thứ gì đó rất đen tối, rất nham hiểm đi qua. Con người của sự vô pháp. Sau khi Nero chết, hắn ta đi vào cõi tâm linh của vực thẳm. Điều gì sẽ xảy ra nếu Satan đang ảnh hưởng đến công nghệ của chúng ta để cố gắng bắt chước những gì chỉ Chúa mới có thể làm? Đưa ai đó trở lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là cách con quái vật sẽ vươn lên khỏi vực thẳm? Bây giờ trở lại Nero, tôi muốn nhắc bạn về điều gì đó mà chúng ta đã xem xét trước đó. Hãy nhớ những gì Augustine của Hippo đã viết, những người khác cho rằng hắn ta đang che giấu sức sống của người cùng tuổi mà hắn ta đã đạt được khi được cho là đã chết, và sẽ sống cho đến khi hắn ta được tiết lộ trong thời đại của chính mình và được phục hồi trở lại vương quốc của mình. Vì vậy, điều thú vị ở đây là nó nói cùng một tuổi. Bây giờ, giả sử linh của Nero, hoặc thậm chí là cơ thể của hắn ta, bằng cách nào đó, sẽ được đưa vào thế giới của chúng ta, và hắn ta trở lại hiện trường với tư cách là Antichrist. Nếu hắn ta ở đây ở cùng độ tuổi với hắn ta, khi hắn ta chết thì tuổi của hắn ta sẽ tạo ra sự khác biệt nào? Còn nhớ, cách đây nhiều năm chúng ta đã có một bài thuyết trình. Tôi đang khám phá các mẫu của Antichrist và Kinh Thánh. Chúng ta đã xem có bao nhiêu mẫu trong Cựu Ước mới cho thấy Antichrist sẽ giống như một đấng cứu thế giả. Chúa Giêsu đã làm phép lạ và Antichrist sẽ cố gắng làm phép lạ. Chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Kinh Thánh cho biết kẻ chống Chúa sẽ được chữa lành vết thương chí mạng. Nhiều học giả lưu ý rằng một số kiểu phục sinh giả sẽ xảy ra và điều đó sẽ khiến nhiều người thờ phượng Ngài. Chúa Giêsu đã có một thánh chức trong 3 năm rưỡi. Kẻ chống Chúa sẽ có một thánh chức sai trong 3 năm rưỡi. Chúa Giêsu đóng dấu chúng ta bằng dấu của Ngài, Đức Thánh Linh và những ai thờ phượng. Kẻ chống Chúa sẽ bị đóng dấu bằng dấu của hắn, dấu của con thú. Và về cơ bản, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, kẻ chống Chúa sẽ lật tẩy và cố gắng làm điều ác thậm chí theo dòng thời gian. Và vì vậy, nếu Antichrist là một đối tượng giả dối song song của Chúa Giêsu, hắn ta phải có một số loại chức vụ sai lầm trong 3 năm rưỡi. Vậy Antichrist nên ở độ tuổi nào khi bắt đầu sứ vụ của mình? Chà, Chúa Giêsu đã 30 tuổi khi Ngài bắt đầu thánh chức được 3 năm rưỡi. Ngài 30 tuổi. Và vì vậy, nếu Nero bằng cách nào đó đến hiện trường để bắt đầu sứ vụ sai lầm của mình với tư cách là Antichrist, vậy hắn ta nên bao nhiêu tuổi khi bắt đầu điều đó? Chà, chúng ta có thể xác định điều đó bằng cách xem hắn ta chết bao nhiêu tuổi. Bởi vì, dù ở độ tuổi nào cũng sẽ bằng tuổi hắn ta nếu hắn ta quay lại.
Vì thế, hãy xem nào, Nero. Nero bao nhiêu tuổi khi hắn ta đi vào vực thẳm không đáy của địa ngục? Nero bao nhiêu tuổi khi hắn chết? Nero, 30 tuổi. Đó là 30 tuổi. Và vì vậy, nếu linh hồn của hắn ta trở lại theo một cách nào đó với tư cách là đấng Messi giả, giống như Chúa Giêsu, thì đấng Messi thật ở trên đất phục vụ với quyền lực vào năm 30 tuổi. Vì vậy, đấng Messi giả này sẽ hoạt động trên trái đất một cách mạnh mẽ vào năm 30 tuổi. Một lần nữa, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một vài trong số những suy nghĩ ban đầu này, họ đã nghĩ đến điều gì đó? Có vẻ như phù hợp khi Antichrist sẽ đến với lòng căm thù và tinh thần giống như một người như Nero. Ý tôi là chúng tôi biết hắn ta sẽ kiêu ngạo và sẽ tự xưng là thần giống như Nero đã làm trong 42 tháng. Chúng ta biết rằng hắn ta sẽ chiến tranh chống lại các quốc gia khác, cho đến khi mọi quốc gia sợ hãi hắn ta. Qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng hắn ta sẽ chiến đấu chống lại dân sự của Đức Chúa Trời, và sẽ được ăn mừng vì nó. Nhưng ngay cả trong cuộc đàn áp đó, quyền năng của Đức Chúa Trời từ hai nhân chứng sẽ vẫn còn hoạt động. Không thể phủ nhận rằng Chúa vẫn nắm quyền, đó là lý do tại sao thế giới sẽ ủng hộ sự tàn bạo của hắn đối với những người đứng về phía hai nhân chứng. Và bạn nghĩ gì, với một số những gì được trình bày ở đây ngày hôm nay, bạn có nghĩ rằng A. Linh hồn của Nero bằng cách nào đó có thể chiếm hữu Antichrist, B. Linh và cơ thể của hắn ta bằng cách nào đó có thể xuất hiện như Antichrist, hoặc C. Không có mối liên hệ giữa Nero và Antichrist, or C. There is no connection between Nero and the Antichrist at all? Như bạn có thể thấy, tất nhiên bạn có thể nhập bình luận và suy nghĩ của bạn trong các nhận xét. Nhưng tốt hơn nữa, nếu bạn truy cập tab cộng đồng trên YouTube, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi vừa đưa ra một cuộc thăm dò và nó ở ngay đây. Đây là một video tương tác để chúng ta có thể trò chuyện và đối thoại về vấn đề này, đó là cách chúng ta phát triển và cách chúng ta học hỏi. Vì vậy, sau video này, hãy chuyển đến cuộc thăm dò ý kiến đó sau khi bạn đã xem mọi thứ mà chúng tôi đã nói ở đây và chia sẻ nơi bạn dựa vào điều này. Vì vậy, mong được đóng góp ý kiến của bạn. Và tôi tin rằng nếu chúng ta có một cái gì đó ở đây, nó hoàn toàn có thể làm sáng tỏ danh tính của Antichrist trong chúng ta. Bởi vì nếu có một liên kết đến Nero bằng cách nào đó, điều đó sẽ hiển thị trong những gì chúng ta thấy ngày nay. Vì vậy, câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi chính mình là điều này. Có ai đó trong số chúng ta, ai đó mạnh mẽ, xảo quyệt, lôi cuốn, phù hợp với hồ sơ của Nero? Who fits the profile of Nero?